Thưa quý vị, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, cực đoan, gây ra nhiều tai nạn, sự cố bất ngờ. Nhiều trường hợp người dân gặp nạn ở những vị trí khó tiếp cận như trên biển, trên núi cao hiểm trở, rất cần đến những phương tiện cứu hộ cứu nạn hiện đại như trực thăng. Do đó, để nâng cao khả năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện và tổ chức thao diễn thực binh phương án cứu hộ cứu nạn bằng đường không vào sáng nay 20 tháng 8. Đây là dịp để đánh giá thực lực tìm kiếm cứu nạn, sự sẵn sàng của các trang bị và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ ngay khi có tình huống xấu xảy ra. Ghi nhận của phóng viên VTC14. 03. Kiểm tra đồng hồ chân trời, lái tự động đã bật, ai chín tắt, được phép treo kiểm tra. Tổ bay xuất phát từ sân bay quân sự Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trước khi cất cánh, sẽ kiểm tra máy móc, thiết bị bay và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo không để xảy ra sai sót. Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của quân chủng phòng không không quân luôn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ ứng cứu sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho đất nước, cho nhân dân. Sau đây, thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại Trung đoàn Không quân 916. Đây là nơi diễn ra hội thao tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đường không. Không chỉ các đồng chí chiến sĩ mà ngay cả tôi đây cũng đang rất là mong chờ để có thể xem các đồng chí bộ đội thực hiện phần thi của mình như thế nào. Phi công tiếp tục điều khiển dù. Phần thực hành là bay khẩu vớt người bị nạn. Tình huống được đưa ra là có phi công gặp nạn ở khu vực sông, biển. Mục tiêu được đưa ra trong thời gian ngắn nhất, biên đội trực thăng cứu hộ cứu nạn cùng các lực lượng liên quan phải xác định, sau đó tiếp cận và giải cứu phi công gặp nạn. Quan trọng nhất là kỹ thuật bay treo, tức máy bay cố định trong không trung ở độ cao khoảng 20-25m, sau đó thả cáp tời để cứu người bị nạn. Vâng, thưa quý vị, như quý vị có thể nhìn thấy thì các chiến sĩ phi công đang vào vị trí để có thể cứu hộ các nạn nhân ở đây. Động tác rất chính xác và nhanh gọn. Và để có được những động tác như thế thì đòi hỏi các chiến sĩ bộ đội cần có những kinh nghiệm và có những trang bị cần thiết để có thể thích ứng trong những tình huống nguy hiểm và cứu hộ nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm nhanh nhất có thể. Mỗi tổ bay sẽ cẩu 300kg và cẩu 150kg trên máy bay Mi-171. Thiết bị này có thể cẩu được 2 người. Các phi công phải nắm rõ và thực hiện nhuần nhuyễn trên mọi địa hình. Với địa hình sông nước hoặc biển, trực thăng sẽ phối hợp cùng các đơn vị mặt đất như cano, tàu, tùy theo vị trí để xác định tiến hành cứu hộ. Nhiệm vụ được đánh giá là thành công khi nạn nhân được cứu sống và toàn bộ máy bay phi công đều trở về an toàn. Khi đã tiếp cận được vị trí thì nhiệm vụ của phi công tổ bay là phải giữ được, đưa máy bay đến vị trí người bị nạn để cho cái lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận với mục tiêu và thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ để đưa máy bay, đưa người bị nạn lên máy bay, đưa đi sơ cấp cứu hoặc về những vị trí an toàn. Trong những ngày vừa qua, để có thể đáp ứng các tình huống thả người xuống và đưa người lên, các đội bay đều phải tập luyện nhiều lần. Tổ bay cũng thay nhau lái, làm quen với địa hình, thời tiết, sao cho tiếp cận vị trí nạn nhân nhanh nhất. Việt Nam chúng ta là một đất nước nằm ở trên bờ biển Thái Bình Dương, trên hàng năm phải hứng chịu rất nhiều cơn bão và thiên tai xảy đến thì rất là khốc liệt và thiệt hại lớn. Cho nên cái bài mà chúng tôi thực hành thi cho các đội cẩu vớt ở trên mặt nước là sát với tình hình điều kiện, địa hình và khí hậu của Việt Nam. Mùa mưa bão đến thì chúng tôi phải thực hiện trong cái điều kiện thời tiết và địa hình như vậy. Quân chủng Phòng không Không quân cho biết hội thao là dịp để kiểm tra trình độ, năng lực phi công, tổ bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đường không, đánh giá thực trạng phương tiện, trang thiết bị cũng như chất lượng huấn luyện bay. Thưa quý vị, trước một số thông tin cho rằng bệnh nhân ung thư phải chi 200.000 đồng để được xạ trị, ngày 20 tháng 8, Bệnh viện Ca cho biết đây là thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống. Bệnh viện đã báo cáo mời cơ quan công an vào cuộc trước thông tin này. Bệnh viện Ca cho biết thời gian qua, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok DTT và một số tài khoản khác với nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện Ca và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 7 đến sáng 16 tháng 8, tài khoản nêu trên đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên Bệnh viện Ca và một số bác sĩ, lãnh đạo quản lý của bệnh viện. Về các thông tin tố bệnh viện vòi vĩnh tiền của bệnh nhân khi xạ trị, không đút lót sẽ không được xếp lịch điều trị, được đăng tải trong video. Bệnh viện Ca khẳng định đây đều là những lời bịa đặt vu khống,
Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh mà còn gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và xã hội. Hiện vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình của pháp luật để nhanh chóng làm rõ. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng theo nguồn thông tin từ không ít người bệnh ung thư, việc xạ trị ở bệnh viện ca với người bệnh ung thư không dễ dàng từ nhiều năm nay. Những ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện các điểm tập kết kinh doanh số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu. Trong sáng nay 20 tháng 8, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn quận, phát hiện hơn 2.000 bánh trung thu nhập lậu. Sau đây là ghi nhận của VTC14. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.500 chiếc bánh trung thu nhân trứng chảy tên MX Lava Custard Mooncake do nước ngoài sản xuất nghi nhập lậu. Do chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số bánh trung thu này, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nhập lậu trên để xử lý vụ việc theo quy định. Trong từ đợt cao điểm triển khai về cái vệ sinh toàn thực phẩm trong cái dịp trung thu thì đây cũng được một trong những vụ việc lớn mà đội cùng với phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận phối hợp để làm việc để phát hiện thu giữ. Đối với bánh trung thu mà không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa là thực phẩm nhập lậu thì sẽ tiến hành xử lý xử phạt, sau đó cái thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy đối với toàn bộ hàng hóa. Để phòng ngừa, ngăn chặn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, trong giai đoạn chính vụ này, các đội quản lý thị trường cũng tăng cường quản lý theo địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra rà soát thường xuyên. Để tiến hành đợt cao điểm trong tháng trung thu thì lãnh đạo đội quản lý trường số 5 đã chỉ đạo đối với cán bộ công nhân viên sát sao về mặt địa bàn và kiểm soát đối với mặt hàng hóa, nhất là hàng hóa thực phẩm để phục vụ trong cái dịp trung thu là dịp tháng 8 sắp tới. Đối với vụ việc lần này thì nó là hàng hóa đang tập kết và đang tập kết để đưa đi các tỉnh khác, cho nên là về việc trinh sát thì cũng có tương đối khó khăn. Tuy nhiên là trong quá trình làm việc cũng đối tượng cũng đang hợp tác và để cùng giải quyết cái vụ việc này. Tết Trung thu năm 2024 đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu có xu hướng tăng lên. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín, sản phẩm đảm bảo an toàn, vẫn còn một số tổ chức cá nhân đưa thực phẩm, hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn sản phẩm an toàn cho bản thân và gia đình. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đường Âu Cơ, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu để hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó, từ hôm nay 20 tháng 8, phương tiện sẽ được lưu thông hai chiều tuyến đường Âu Cơ trên trục đường chính, đường dân sinh phía trong D, đường dân sinh phía ngoài D, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao Xuân Diệu. Tổ chức giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển giao thông tại 3 nút giao trên tuyến đường Âu Cơ, bao gồm nút giao Xuân Diệu gần khách sạn Thắng Lợi, nút giao Tứ Liên, ngõ 124 Âu Cơ và nút giao Xuân Diệu gần chợ Hoa Quảng An. Tiếp tục tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện xe ô tô trên tuyến đường Xuân Thiệu, theo chiều và đoạn từ nút giao với Âu Cơ gần chợ Hoa Quảng An đến nút giao Âu Cơ gần khách sạn Thắng Lợi.